con cũng những người anh em của tôi, những người thân thiết của tôi, giúp tôi, tin tôi và đã cùng tôi xây dựng nên một cái EMIN càng ngày càng phát triển. Và tôi tin rằng tôi với một đội team này thì sẽ là xây dựng nên một EMIN Group phát triển tương lai gần và rất hoành tráng. Và đó là cái mà tôi chân thành cảm ơn rất nhiều đến anh em đã đặt cánh cùng tôi 10 năm nay. Và xin cảm ơn rất nhiều. I'm with you.